Sáng ngày 7 tháng 11, tổng giám đốc tập đoàn Đặng Thanh Hải đã có buổi tiếp và làm việc với tổng giám đốc điều hành công ty KC Corporation Yu Yong Park. KC là doanh nghiệp thuộc tập đoàn kinh tế đa ngành Dukc Group, đơn vị duy nhất ở Hàn Quốc sản xuất sản phẩm alumin và hydroxit nhôm chất lượng cao làm nguyên liệu cơ bản để cung cấp cho các nhà máy sản xuất hóa chất sử dụng công nghệ lọc nước gạch men đá hoa cẩm thạch. Hơn 10 năm qua, KC Corporation đã hợp tác tốt với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam trong kinh doanh hydroxit nhôm và sản phẩm alumin. KC Corporation hiện đang nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đỏ và ứng dụng bùn đỏ vào sản xuất chất khử mùi, nguyên liệu cho thuốc nhuộm và tạo đất lấp các vùng đất ven biển, ven sông. Tại buổi làm việc, tổng giám đốc Đặng Thanh Hải nhấn mạnh KC Corporation là đối tác quan trọng của tập đoàn trong nhiều năm qua đồng thời đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác cùng phát triển nhân dịp này hai bên đã cùng thảo luận trao đổi thông tin mới liên quan đến công nghệ xử lý bùn đỏ tại hai tổ hợp xít alumin của tập đoàn